Trò chơi có tên là Đường Dẫn Đến Khung Thành. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 đội. Anh Tài, em hỏi thiệt là anh có ghét em hay cái gì không thì anh nói. Chứ sao anh cứ bắt chơi đá banh hoài vậy anh Tài? Em đó là vua phá lưới. Thì bởi vậy. Cho nên là em phải có nhiều cơ hội để em trao dồi cái kỹ thuật của em. Không, em quyết định em bảo vệ vương miện. Bảo vệ? Không ai có thể đá dở hơn em được. Em sẽ quyết đấu tới cùng. Giữa chân kia, giữa chân kia. Rồi hết, đá giữa chân, đá giữa chân khối luôn. Rồi hết. Trời. Ra. Đánh ra thôi. Trời. Không, không hổ danh vua phá lưới Trấn Thành. Làm cho cô ý kiến đá thì ta đá lại đi. Mày đặt sàn, lông chảy qua chảy lại, xong đá hụt với anh. À, xin lỗi vua phá lưới, sau trận đấu vừa rồi vua phá lưới có ý nghĩ gì không ạ? Bây giờ, alo. Thưa quý vị, sân bóng đá 90 phút. Cái sân đó bự bằng 3 cái nhà thương ráp lại thì một thủ môn. Cái sân nhỏ như cái mũi con chuột mà gặp cái thằng cầu thủ quầy à. Hai thủ môn nó đứng nó thở không là hết cái khung thành rồi. Chứ cần cái gì, cần cái gì mà chụp hay là đá mà cười nữa, nó đứng nó thở không là hết cái khung thành rồi. Thôi vậy vậy đề nghị ban tổ chức cử 5 người lên đến bóng. Có một trái à. Trấn Thành đã đạt kỷ lục đá không có vô trái nào trong khung thành. Vì đây là một cầu thủ rất nổi tiếng của chúng ta. Quý vị hãy hướng mắt về sân khấu để theo dõi tài nghệ của cầu thủ Trấn Thành. Cái gì? Nhanh! Khoan! Làm lại kỷ lục đi! Cái gì? Chỉ là 6 trái thôi mà. 6 trái. Lần trước tôi đá không vô là do tôi đá bằng chân. Đúng. Nhưng lần này là đội bằng đầu thì các bạn nghĩ đi, nó sẽ dở hơn, Rồi chưa? Cristiano Ronaldo. Các bạn chú ý xuất phát. Dạ đó. Không ngờ đời Trấn Thành cũng có ngày hôm nay. Không ngờ đời Trấn Thành đạt cái lộn cũng có thể gặp được một tri âm tri kỷ như vậy. Nhục quá. Con người tôi nhục nhã đã đành, nhưng ngày hôm nay thua như tôi vẫn hãnh diện là có một đứa nó chọi mà nó còn dở hơn tôi. Trời ơi, trời ơi. Ai kêu? Hả? Ai kêu? Em chọn anh, em phải biết. Thì ai phải từ chối đó. Trước khi em chọn anh, em phải điều tra lý lịch của anh. Em phải coi tập trước của anh đá banh như thế nào chứ. Đã cái tài năng như vậy, còn chọn cái tài năng như vậy chết chùm là đúng rồi. Trời ơi. Kính thưa quý vị, sau 2 phút, đội Trấn Thành và Hoàng Yến GP đã được cái giải rất là lạ. Tôi chưa bao giờ thấy. Và Trấn Thành đã được cái giải tôi sẽ tặng cho là có thù với bóng. 13 trái tôi đếm gần chết không có vô trái nào. Từ từ thôi. Nhẹ đó. Sửa rồi. Sao? 17. 18. Chơi chơi đi. Đấy, đó đó. Thôi, thôi, thôi. Hay quá Thành ơi. Cố đi. Thiên tài của bóng đá. Lẹ lên. Trời ơi. Cái gì vậy? Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là thần đồng bóng đá Trấn Thành sau khi hoàn thành phần chơi của mình đã làm hư hại 4 máy quay phim. Con xin lần sau không chơi bóng đá nữa. Con không thể đá được. Kính thưa quý vị là chưa nói nhục nào bằng cái nhục này. Kính thưa quý vị thân mến, thần đồng bóng đá Trấn Thành và nữ hoàng bóng đá Kali, hai bạn đều được fan hâm mộ tài trợ hai cái vương miện bài cho cố vô. Ba trái bóng đã vào lưới, xin chúc mừng. Thưa quý vị, hôm nay chỉ là vì một phút bồng bột, chúng tôi thèm bánh kem và thích đèn cày nên để đến đầu vậy thôi, để nghĩ là mình sẽ ăn mừng sau chiến thắng. Nhưng bây giờ sẽ thành ăn hại. Có một ân huệ cuối cùng, xin mời mọi người dạt qua bên kia. Đây, nếu bây giờ vượt qua cái thử thách này, các bạn mang về được 2 điểm thưởng và xóa hình phạt luôn. Nhưng nếu không vượt qua cái này, hình phạt tăng gấp đôi, chơi không? Đội của Xin và Ly bây giờ không có cái gì để mất hết. Vậy thì mời bước qua đây. Chơi. Bây giờ cái nhiệm vụ là một trong hai bạn, mỗi người được một lượt đá. Đá làm sao trái banh trúng sàn ngang. Đó, ví dụ vậy. Đi này phát của sỉ nhục ta hả? Hãy để Thành đá trước. Tất cả niềm hy vọng sẽ phụ thuộc vào Kali. Thần đồng bóng đá lại xuất hiện. Anh ấy đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Nó võ thái mà. Tổ nghiệp phù hộ. Con tên là Quỳnh Trấn Thành cũng đá cái banh này. Lành hết dữ nhiều. Luật chơi là đá vào sàn ngang chứ không phải là bậc tam cấp. Đây là cái thứ gì vậy? Rất thành mời Nguyễn Huy Cầm đứng đây. Em hiện tại là PG của chương trình. Đừng có đưa tôi lên đây rồi lấy hết quần áo tôi để sushi lên trở cho người ta ăn nha. Rồi thần đồng bóng đá lên chiếc giường băng giá. Lên đi, cứ làm thật chậm. Không gì phải vội, chương trình cho anh chị mỗi người 1 tiếng đồng hồ. Bên đây sao? Như Trần Hợp không? À là làm nhột nhau đó hả? Trời thương ta rồi. Muốn làm xin nhột mà.